Hi, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Hoàng Phúc Vlog đây. Thì hôm nay mình sẽ đi lên vườn hái bắp chuối nha các bạn. Đây có con bắp này các bạn. Đây có bắp này nhưng mà bắp này chưa hái được các bạn ơi. Nó chưa có trổ nảy hết. Mình sẽ đi dài vô đây tìm nha các bạn. Đây là vườn của mình trồng chuối nhiều lắm, trồng chuối, dừa, chuối, chanh, chuối thì quá trời luôn mà không thấy bắp đâu hết nè. Ây da. Các bạn thấy đây mát mẻ không các bạn? À mình thấy con bắp rồi các bạn ơi. Đây nè. Hơi tối các bạn ơi, mình quay ngược sáng. Bây giờ mình sẽ đi kiếm cái cây mình chọt nó nha các bạn. Hai thằng đi đem có cái dao có nhiêu đây à, mà nó cao vậy sao bẻ vậy. Kiếm cái gì vậy? Chọt cái dao vô cái mình chọt nó nha các bạn. Giờ mình sẽ nhảy qua bên kia lấy cây nha các bạn. Nope. Thấy rồi xong các bạn ơi, ướt luôn rồi. Dạ rồi. Mở ra nè. Làm cái này để gắn cái dao vô nha các bạn. Gắn cái dao mình mới chọt nó được. Lấy dây chuối luôn. Ok. Ok, chọt nó thôi các bạn ơi. Đây các bạn. Đây bắp chuối mình nha các bạn. Mũ nó nhiều quá trời. Các bạn thấy vườn mình cỏ
nhiều các bạn. Bên kia là vườn của người ta, vườn của người ta trồng bưởi. Mình bên đây mình trồng cỏ, mình cho bò ăn. Ok. Ok. Được 2 bắp nha các bạn. Rồi, đủ rồi, giờ mình về. Rồi, từ sau lấy cái dao ra đây. Các bạn, mình sẽ về nướng nha các bạn. Ok các bạn, giờ mình bẻ đủ rồi nha các bạn, giờ mình về. Ok các bạn, mình có được 2 cái bắp chuối với một ít tôm nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ lột cái vỏ cứng ở phía bên ngoài của cái bông chuối, bắp chuối này ra. Mình sẽ quấn con tép lại, quấn con tôm lại, mình sẽ nướng muối ớt nha bạn. Còn cái phía bên trong thì mình sẽ để nguyên mình nướng luôn, rồi một lát mình sẽ ăn vậy, mình không cần ớt gì hết. Ok, bây giờ mình sẽ đi làm nha các bạn. Ok các bạn, thì cái bắp chuối mình cũng đã rửa sơ được rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ lột cái vỏ bên ngoài này ra. Đó. Mình bỏ phần này nha các bạn. Phần này ăn không được nha các bạn. Lấy nhiêu đây thôi nha các bạn, mình vừa cái vỏ cứng ở bên ngoài này nè, để hồi mình nướng nặng cho nó có khét thì nó không có bị tới cái lỗi non bên trong nha các bạn. Thì cái này nữa lát xíu mình sẽ bỏ cái con tôm vô đây, mình quấn lại rồi mình nướng nha các bạn. Đây là tôm của mình đây. Đó. Mình sẽ ốp với muối ớt. Nguyên liệu chính là muối ớt thôi chứ ngoài ra không cần phải thêm gì nữa hết các bạn. Đó. Giờ mình sẽ tiến hành ốp nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho tôm của mình vào cái tô này nha các bạn. Đó. Mình sẽ cho muối ớt vô. Ít thôi nha các bạn, để nhiều quá nó mặn nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ đậy lắc nó. Lắc giống lắc bột cua các bạn. Đó. Tiếp. Cuốn lại nha các bạn. Mình sẽ dùng cái cọng dừa này nè. Mình sẽ xiên nó.
Rồi bây giờ mình đem đi nướng các bạn ơi. Ok. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ làm chén nước chấm siêu cay nha các bạn. Chén này là phải là siêu cay mình mới chịu nha. Ok các bạn, như thế này đủ gọi là siêu cay chưa các bạn? Ok. Rồi mình sẽ nặn chanh vô nha. Cho thiệt là nhiều chanh vô, vừa chua vừa cay mà vừa mặn nữa. Ăn nó mới đã các bạn. Ok các bạn thấy chén nước chấm của mình hấp dẫn không các bạn? Nhìn thôi là đã thèm đủ thứ hết rồi. Ok. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ cho tác phẩm của mình lên nướng nha các bạn. Cái này mình nướng không cần phải hết lửa đâu cái này. Đó. Thì cái vỏ ngoài còn già lắm, mình ăn cái vỏ ngoài không được đâu, mình ăn cái được cái lỗi bên trong thôi. Đó các bạn thấy ngon không? Ok, bây giờ chỉ còn chờ đợi và thưởng thức thôi các bạn ơi. Này các bạn, mình nướng được khoảng chừng 15 phút rồi nè các bạn. Các bạn nhìn thấy hai cái này giống như hai con cá luôn các bạn. Đó. Ok, bây giờ chín rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ đem ra nha. Đó, mình ăn tại chỗ luôn các bạn. Ngon các bạn ơi. Đây, cái này là mình tâm huyết nhất đây đó, bạn thấy chưa? Rất là ngọt luôn, mình dám cá với các bạn là sẽ rất là ngọt. Đây, còn đây một bọc nữa các bạn ơi. Đó. Rồi thì giờ món ăn của mình cũng đã xong rồi nha các bạn. Giờ mình sẽ review một miếng nha. Cái bắp chuối này nè, mình đã loại bỏ cái lớp đen với lại cái lớp già, cái vỏ già ở phía ngoài rồi. Giờ mình sẽ coi các bạn, tay chân mình đang thù lùi luôn các bạn. Giờ mình sẽ thử miếng bắp chuối nha các bạn. Đó. À, các bạn thấy chén quất mình hấp dẫn chưa? Đó. Ăn nguyên luôn nha các bạn. Rồi, mời tất cả các bạn dùng với mình miếng bắp chuối nướng nha. Nó bùi lắm các bạn ơi. Bùi mà nó lại thơm nữa. Nó không có còn cái vị chát nữa. Đó. Để mình sẽ kẹp con tép luôn. Đây. Đó. Ui mưa cay quá các bạn ơi. Nhưng mà rất là đã. Đây. Ừ, vô. Chặn chè linh lắng tình cảm vô. Mời các bạn nha.
nào các bạn. Không có chát nó nào luôn các bạn, mình nướng lên nó rất là bùi luôn á. Nướng chép nha các bạn. Này ngon lắm các bạn ơi. Mình loại hơi bỏ hết cái vỏ già phía bên ngoài rồi đó, ở trong nó còn trắng tinh luôn các bạn ơi, nhưng mà mình nướng lên nó bùi lắm. Đó. Rồi, lại nhúng vô. Vô các bạn ơi. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi, không có thứ nào mà chịu nổi mấy thứ này hết. Vô nha các bạn. Con cá này nó rất là ngọt. Cay quá các bạn. Sặc luôn. Nhưng mà ăn cay vậy nó mới đã. Nó bám được cái mùi của cái bắp chuối này nè. Áp được cái mùi này vô nè, ăn rất là đặc biệt luôn. Rất là lạ luôn. Chết mình này các bạn ơi. Làm sao sống nổi đây. Cho nên các bạn luôn rất là đã luôn các bạn ơi. Mấy cái này rất là dễ tìm luôn các bạn. Mình ăn tới cái đoạn này nè các bạn. Cái khúc mà nè các bạn coi nè. Mà có mấy cái trái nè các bạn, mấy trái nhỏ nè, trái con nè. Cái khúc này là chát nha các bạn. Như từ khúc này trở lên lúc nãy mình ăn là có những cái này thôi. Là nó không có chát không. Nè, khúc này có mấy cái này nè, nó chát. Hơi chát xíu. Mình sẽ ăn cái này nha các bạn. Mình sẽ làm một cuốn luôn. Đây. Ôi phê quá các bạn ơi. Tại mình quay, mình đi làm gì hơi trễ, mình quay buổi chiều á. Hình ảnh nó không có được sáng, không được đẹp, các bạn xem video thông cảm nha. Đây. Đó. Hồi nãy mình cuốn nó, mình nướng rồi, giờ mình cuốn nó, mình ăn luôn. Đây. Thứ gì chịu nổi các bạn ơi. Mời các bạn miếng nữa nha. Cái này ở miền Tây mình nó nhiều lắm các bạn.
cũng rất là dễ tìm, ở ngoài chợ mình mua cũng có nữa, nó cũng rẻ lắm chứ không có mắc mỏ gì đâu. Nếu mà các bạn thấy cách làm của mình hay thì các bạn có thể làm theo mình, chứ đơn giản thôi, mình chỉ cần nướng thôi. Chén muối ớt thần thánh như vậy là không có thứ gì chịu nổi hết nữa rồi. Rồi thì cái video của mình xin được kết thúc ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh, chia sẻ để và bấm chuông để có thể nhận được những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Bye bye.